nhà văn hóa thanh niên Hồ Chí Minh. Nhiều con đường chủ giao bán lên hàng đến hàng chục triệu đồng. Đây được xem là những món loại thú cưng mới, đột biến và có vẻ rất là độc đáo. Từ tỉnh Cà Mau thì Hoàng Khang có mang hơn 20 con chăn lên Hồ Chí Minh để tham gia lễ hội cá cảnh thú cưng năm 24. Khang cho biết có niềm đam mê đặc biệt với loài bò sát này. Trong bộ sưu tập của Khang có một con chăn thuộc loài liquid python và tên đột biến của nó Khâu, với vẻ ngoài đặc biệt. Lúc nhỏ, con chăn này có màu trắng ngà vàng, trải qua nhiều lần lột da nên đã thân xuất hiện những đốm đen. Mình nhập con chăn này từ Indonesia và được 1 năm. Nó tính đến nay nó đã được 4 năm tuổi. Thức ăn chủ yếu của nó là chuột và gà. Con chăn này nặng khoảng 6 kg. Mỗi tuần cho ăn khoảng 1 kg thức ăn. Loài này rất là dễ nuôi, có đặc tính rất mê nước. Chỉ cần chuẩn bị chuồng thoáng mát, một thau nước là sẽ đảm bảo môi trường sống tốt cho nó. Ở con chăn này có giá triệu 100 triệu đồng. Sở dĩ có giá cao như vậy vì mang bộ gen đột biến và nhiều đốm đen trên thân. Hiện tại thì bộ sưu tập của chăn của Trang có hơn 50 con với nhiều loại khác nhau. Kinh doanh tiệm cá tại cảnh tại quận 14, phường 14, quận 6, Hồ Chí Minh. Anh Hoàng Kỳ Hôn là 30 tuổi, 3 tuổi, cho biết đã mang đến lễ hội này nhiều loài đẹp bắt mắt. Trong số đó, anh Hôn tâm đắc nhất với những con cá chép phi tần. Theo anh thì giống cá chép này được nhập từ Trung Quốc, có vẻ ngoài bắt mắt với những chiếc vây dài. Cá này có dáng bơi uyển chuyển như những điệu múa của phi tần thời xưa. Một con cá chép giống có chiều dài khoảng 15 cm, thuộc hàng tuyển được bán với giá trên 3 triệu đồng. Để nuôi được một con cá chép phi tần có phần cao kỳ kỳ cao, đuôi to, chiều dài khoảng 50 cm, nó phải tốn hơn 2 năm. Loài cá này ăn cám chuyên dụng, có chiều ở chất dưỡng, có nhiều chất dưỡng.